Xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại kênh Show Drop Tarot. Mình là Diệu Linh. Ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục quay trở lại với những tụ bài. Và chủ đề ngày hôm nay của chúng ta sẽ là nỗi sợ lớn nhất của bạn là gì ở thời điểm này. Và chúng ta sẽ tiếp tục có 4 tụ bài ngày hôm nay. Thì mình sẽ để cho các bạn chọn những bình hoa sen đá này. Và bây giờ hãy cùng xem bình hoa sen đá nào là bình hoa mà các bạn sẽ chọn từng với tụ bài của các bạn nhé. Xin chào các bạn, chọn tụ 1 là những bạn chọn bình hoa sen đá nhỏ này. Và bây giờ chúng ta hãy cùng xem với tụ 1 thì cái vấn đề, cái nỗi sợ nào các bạn đang gặp phải. Ở trong trải bài này thì mình thấy rằng có vẻ như các bạn chọn tụ 1 là các bạn đang có những cái vướng mắc trong cái việc là khởi đầu một cái dự án, một kế hoạch nào đó mới. Có vẻ như các bạn có rất là nhiều cái kế hoạch, rất là nhiều cái, thậm chí là gọi đôi khi có thể gọi là cái dự án khởi nghiệp các bạn muốn làm, nó liên quan chủ yếu đến việc phát triển sự nghiệp của các bạn thôi, nhưng mà nó vẫn đang ở trong cái kế hoạch, tức là các bạn có khá là nhiều những cái suy nghĩ, những cái mong muốn mà các bạn đạt được ở trong cái kế hoạch hay cái dự án, cái khởi đầu mới này. Tất cả mọi thứ nó chưa thực sự được hoàn thiện. Có vẻ như khi mà các bạn nói ra cái điều các bạn mong muốn làm, các bạn muốn mọi người ủng hộ các bạn, nhưng mà cũng có vài trường hợp thì mọi người sẽ nghĩ rằng những cái điều mà các bạn mong muốn, những cái điều mà các bạn đang vạch ra đấy nó hơi mơ mộng, nó không thực tế. Và đây cũng là một trong những cái yếu tố làm ảnh hưởng đến cái dự án kế hoạch. Thậm chí là nhiều khi các bạn nói ra cái mong muốn các bạn và những cái ý kiến ở bên ngoài tác động làm cho bản thân các bạn có suy nghĩ rằng là có phải mình là cái người quá mơ mộng không? Những cái mong muốn dự án này của mình có thể nó không đạt được. Và đó cũng là một trong những cái rào cản để các bạn có thể tiến tới cái thành công của các bạn. Tức là các bạn chưa có cái sự xác định rõ ràng cái mục tiêu các bạn muốn là cái gì, các bạn cần là cái gì, từng bước như thế nào thì nó chưa thực sự có ở đây. Một trong những cái điều mà để chúng ta đạt được cái mong muốn mà chúng ta, cái thành công mà chúng ta có ở bất kỳ một cái điều gì đó thôi, đấy là ít nhất là các bạn phải bước một chân, các bạn phải có một cái sự hành động nào đó, nó gọi là take action chẳng hạn. Nếu mà các bạn chỉ ngồi im và tất cả mọi thứ ở trong cái suy nghĩ của các bạn, và thậm chí nhiều khi có những cái nó từ bên ngoài nó ám thị ngoại vi để các bạn suy nghĩ rằng là mình không có đủ khả năng để làm, mình còn rất nhiều thiếu sót nọ kia, thì các bạn sẽ luôn luôn dậm chân tại chỗ. Cái lời khuyên ở đây là cái gì? Kể cả trong quá khứ, nếu các bạn đã từng làm một cái kế hoạch đấy nó không thành công đi chăng nữa, thì cũng đừng nhìn nó là một cái gì đấy cản trở các bạn. Cũng đừng nhìn mình là một cái người đang thiếu kinh nghiệm, thiếu khả năng. Tất cả những cái mà các bạn cần ở đây chỉ là hãy vạch ra cái điều, cái mục tiêu nó rõ ràng nhất. Cái lời khuyên cho các bạn là cái gì? Đừng để cái quá khứ, những kinh nghiệm cũ giữ chân bạn lại. Thế nên là tất cả những cái đấy nó không phải là cái để giữ chân, mà hãy nhìn nó như một cái bài học để cho các bạn có thể rút kinh nghiệm từ đó và làm những cái điều mà các bạn mong muốn. Hãy cứ làm thôi, đừng nhắm đến cái mục tiêu là mình phải thành công. Đôi khi cái sự thất bại đấy hay là một cái gì đó nó cản trở trên cái con đường mà các bạn đang muốn làm này, nó cũng là một cái bài học rất là quý giá cho các bạn. Ít nhất là các bạn sẽ không ở trong cái trạng thái là đặt mọi thứ ở trong đầu, suy nghĩ mọi thứ rất nhiều nhưng mà chưa làm. Nên là cái lời khuyên ở đây là hãy hãy làm đi, take action. Ok, đây là cái thông điệp dành cho các bạn chọn tụ 1. Cảm ơn các bạn chọn tụ 1. Ok, xin chào các bạn chọn tụ 2 là những bạn chọn chiếc cây này. Bát với hai chiếc cây. Và chúng ta cùng xem là ngày hôm nay trả bài các bạn nói điều gì. Với các bạn chọn tụ 2, điều làm các bạn sợ nhất hoặc đơn giản là không muốn gặp nhất. Ở trong cái trải bài này thì mình thấy là với các bạn chọn tụ 2 ấy, thì cái điều mà các bạn không muốn gặp nhất, các bạn sợ nhất đôi khi là những cuộc tranh luận. Các bạn cảm thấy kiểu
Mặc dù các bạn muốn đứng lên để bảo vệ cái ý kiến, cái quan điểm, cái góc nhìn của mình, nhưng mà đồng thời đó bạn cũng cảm thấy, nghĩa là mọi người, bạn bị tắc ở trong cái trường hợp đó, bạn cảm thấy là không có ai hiểu bạn cả. Và cái sự đấu tranh nó xảy ra, các bạn không muốn có cái sự tranh cãi, không muốn có sự đấu tranh, hoặc ở một cái khía cạnh khác thì các bạn thường xảy ra cái sự xung đột với những cái người mà đưa ra cái quan điểm, cái điều gì đó mà bạn cảm thấy là ảnh hưởng trên cái con đường của bạn. Thì ở trong cái trả bài mình thấy là đôi khi cái việc suy nghĩ là không ai có thể hỗ trợ mình trên cái, trong cái mục tiêu, cái đích mà mình đang đến, nó hơi bị bó buộc bản thân mình lại. Hoặc đôi khi có thể bạn cảm thấy là người ta có thể hỗ trợ các bạn nhưng các bạn không muốn, hoặc các bạn cảm thấy là các bạn có thể tự handle nó, thì cái mâu thuẫn có thể xảy ra, cái sự đấu tranh có thể xảy ra. Một bên nó có hai nhóm, một bên là các bạn rất sợ sự đấu tranh, một bên nữa là các bạn cảm thấy các bạn sẽ đấu tranh rất là lớn cho cái điều mà các bạn mong muốn, và các bạn cũng không có muốn điều đó. Thì ở trong cái trải bài này mình thấy là cái lời khuyên cho các bạn là cái gì, là hãy quay lại bên trong và hãy ngừng đấu tranh. Cái năng lượng đấu tranh ở đây không nhất thiết là phải bộc phát ra bên ngoài, tức là bạn phải đấu tranh một ai đó, mà nhiều khi cái sự đấu tranh nó từ chính bên trong nội tâm các bạn. Bên trong các bạn có cái sự xáo trộn đó, có cái sự không cân bằng, có cái việc đấu tranh giữa các luồng ý kiến với nhau, nó dẫn đến cái việc cái năng lượng bên ngoài nó bộc lộ ra cho các bạn nhìn thấy vấn đề. Nếu bên trong các bạn có một cái sự thoải mái, các bạn cảm thấy là những cái điều mình làm nó chỉ đơn giản như vậy thôi, và có rất nhiều thứ các bạn có thể học được trong cái quá trình các bạn làm cái điều đó, các bạn thực hiện một cái điều đó, rất nhiều bài học có thể đặt ra cho các bạn. Và khi bên trong các bạn cảm thấy yên bình, các bạn không có cái năng lượng đấu tranh ở đó, thì cái năng lượng, thì cái sự đấu tranh nó cũng không diễn ra. Thế nên là hãy dành thời gian để quay trở lại bên trong, làm việc với cả những cái phần tổn thương bên trong các bạn. Nó có thể liên quan đến rất là nhiều những cái vấn đề và những cái bài học các bạn có thể học được, mà chỉ cần các bạn ngồi lại lắng nghe những cái lời khuyên, hoặc là chỉ đơn giản là ngồi lại lắng nghe chính bản thân mình, thì các bạn cũng sẽ học được rất nhiều cái bài học trên mỗi cái bước đi của các bạn, trên mỗi cái việc mà các bạn đang làm. Mình thấy là đây là cái điều mà vũ trụ sắp đặt cho các bạn học. Và ok, đây là thông điệp đến cho các bạn chọn tụ 2, cả các bạn chọn tụ 2. Chỉ các bạn chọn tụ 3, trả bài ngày hôm nay đến cho các bạn chọn tụ 3 là chiếc bát có nhiều cây này. Và chúng ta hãy cùng xem điều các bạn sợ nhất là gì. Có vẻ như trải bài này thì các bạn xây dựng một hình ảnh khá là tốt, là một người đầy đủ, có sự đủ đầy, có thể cho người khác cái cảm nhận là bạn là cái sự đủ đầy. Nó có hai trường phái nha. Một bên thì là bạn bộc lộ ra cho bên ngoài mọi người thấy bạn là một người có sự đủ đầy, có khả năng lan tỏa, rất là tự tin, rất là tự chủ, rất là quyết đoán. Còn một phần khác thì những cái điều kể trên là những cái mà các bạn đang hướng tới và các bạn cảm thấy là các bạn chưa có nó. Thì cái điều sợ nhất là của các bạn là gì? Những cái mà các bạn bộc lộ ra bên ngoài nhưng có thể đôi khi nó làm các bạn lo lắng, là những cái điều mà các bạn thực sự bên trong, những cái mà bạn đang có ở bên trong các bạn có được như những cái mà các bạn đang bộc lộ ở bên ngoài và những cái mà mọi người đang nhìn thấy từ phía bạn hay không. Bạn có khá là nhiều câu hỏi cho chính bản thân mình. Bạn cảm thấy rằng là cái sự đủ đầy đấy, cái sự lan tỏa đấy, cái sự tự tin đấy, cái sự quyết đoán đấy, nó có thực sự là mình hay không? Nó có là cái điều mà các bạn đang đang có và các bạn đang muốn sở hữu nó hay không? Thì đây là cái khoảng, đây là cái điều mà các bạn, nó giống như cái việc các bạn xây dựng hình ảnh rất là tốt á, rất cái hình ảnh bên ngoài rất là tốt, nhưng mà bên trong các bạn thì cũng cần phải làm việc với các bạn đã ở trong cái năng lượng đủ đầy hay chưa. Cái này thì mình nghĩ là các bạn cần phải có thời gian để quay trở lại hỏi bản thân mình xem cái sự đầy đủ ở đây là cái gì, và cái gì mà các bạn đang lan tỏa ra rồi, các bạn đã bộc lộ ở bên ngoài như thế rồi, thì các bạn có thể có rất nhiều cách, miễn là các bạn cảm thấy thoải mái. Bởi vì cái lời khuyên mình ở đây cho các bạn đấy là hãy cứ đơn giản là chính bản thân các bạn, hãy là cái bản chất thật nhất của mình. Cứ vui vẻ, cứ thoải mái, cứ nô đùa, cứ tham gia bất kỳ một cái điều gì, làm bất kỳ cái điều gì các bạn muốn, và cái điều cần tới thì nó sẽ đưa tới. Thế nên là cái thời điểm này thì mình thấy là ở đây có cái lá, đó là it's time to take action. Thì cái take action ở đây nó không phải là cái gì quá phức tạp đâu. Đôi khi cái take action ở đây nó chỉ là các bạn dừng lại một chút,
cái việc dừng lại cũng là một cái, với mình nó là một cái gì đấy gọi là action nha. Và quay trở lại bên trong các bạn thì hãy bắt đầu quay trở lại bên trong các bạn, hỏi những cái câu hỏi xem là bản thân mình đang cần gì, đang muốn gì, cái sự đủ đầy mà mình định hướng là cái gì, cái con người mình xây dựng và cái con người bên trong của mình có cái sự mâu thuẫn nào hay không. Và khi mà các bạn bước ra khỏi những cái thuộc về bên trong và bên ngoài như thế, các bạn nhìn tổng thể cả con người bên trong, cả con người bên ngoài, các bạn sẽ cảm thấy là à, nó cũng chỉ là hai mặt của một vấn đề, cái phần bên trong bên ngoài nó cũng chỉ đơn giản là một cái gì đó mà các bạn đang diễn thôi. Và việc các bạn đang làm, cái việc các bạn cần làm bây giờ hay là chơi cái cuộc chơi của các bạn, sống cái cuộc sống này của các bạn, và hãy đơn giản là chính các bạn một cách hồn nhiên vô tư nhất. Ok, đây là cái thông điệp dành cho các bạn chọn tụ 3. Cảm ơn các bạn chọn tụ 3. Xin chào các bạn chọn tụ 4. Và trả bài ngày hôm nay thì cho các bạn chọn tụ 4 là những bạn chọn bát sen đá. Có rất nhiều cây con ở bát nữ nhất này. Ok, và chúng ta cùng xem là với trải bài này thì tụ 4 đang cảm thấy sợ hãi nhất điều gì. Và trong trải bài này thì mình thấy rằng tụ 4 này có vẻ như các bạn sợ hãi nó có thể liên quan đến việc một ai đó có thể rời xa bạn, hoặc là đôi khi cái sự sợ hãi nó đến từ cái việc là bạn sợ bị bệnh, bạn sợ bị ở trong một cái không gian nó kìm kẹp các bạn, một cái nơi nó kìm kẹp các bạn. Và thường thì các bạn sẽ cảm thấy khi mà cái cảm xúc nó bị đẩy lên đỉnh điểm thì các bạn sẽ cảm thấy rất là mệt mỏi, cảm thấy stress. Và những lúc như thế thì các bạn thường tìm những cái việc là đi ra bên ngoài, những cái lúc mà có thể những cái nỗi sợ của các bạn nó trồi lên thì chẳng hạn, thì đó là cái lúc mà các bạn cảm thấy là các bạn phải đi ra ngoài đến một nơi nào đó mà các bạn cảm thấy thoáng đãng, một nơi nào đó để cho cái đầu óc, cái tầm nhìn của các bạn được mở rộng ra. Thậm chí là trong một vài trường hợp thì các bạn trốn chạy khỏi tình huống này bằng cách là đi sang một nơi khác, đi sang một quốc gia khác, một cái tìm đến một nơi mới để cho mình, sẽ không dùng cái từ trốn chạy. Nhưng mà ở trong trường hợp này thì các bạn nghĩ rằng khi mà mình di chuyển đến một nơi khác, một cái địa điểm khác, hoặc đơn giản là đi ra ngoài, nó sẽ hỗ trợ các bạn thoát ra khỏi cái tình trạng của cái sự sợ hãi này. Nhưng mà cái việc đi ra bên ngoài đấy nó sẽ không thực sự giải quyết được vấn đề nếu mà các bạn không làm việc sâu với nó. Cứ mỗi một lần mà cái nỗi sợ đấy nó trồi lên, các bạn có thể có rất nhiều cái cách để các bạn giải quyết, và đôi khi cái việc đi ra bên ngoài nó có thể thành thói quen của các bạn. Nhưng mà dần dần nó sẽ từng lớp nó chắp đầy lên và nó rất dễ đưa các bạn vào trong cái trạng thái bị stress. Các bạn không thể biết cách nào để giải tỏa. Và bản thân các bạn, mình nghĩ là các bạn cũng biết rằng cái việc đi ra bên ngoài hoặc thay đổi môi trường sống nó không phải là tất cả. Cái vấn đề nó mấu chốt nó ở bên trong của các bạn. Tuy nhiên ở trong trải bài này thì mình thấy rằng có một cái lá bài rất là may mắn. Đấy là lucky is on your side, có nghĩa là cái sự may mắn nó luôn luôn ở đó các bạn, nhưng các bạn có thật sự nhìn ra nó hay không? Các bạn có thể là các bạn sẽ thay vì các bạn đi ra bên ngoài hoặc thay đổi môi trường sống như ở đó, các bạn cũng có thể tranh thủ cái không gian mới, cái nơi mới các bạn đến và dành thời gian cho bản thân các bạn để nhìn thật sâu vào cái nỗi sợ của các bạn. Tại sao các bạn sợ nó liên quan đến vấn đề gì? Và khi các bạn giải quyết được cái nỗi sợ này ở cái mức độ sâu hơn thay vì tìm cách trốn chạy nó, thì lúc đó các bạn cũng sẽ nhận ra cái sự may mắn của các bạn. Nhiều khi sự may mắn nó không cần thiết là phải lộ rõ ràng ở đâu. Cái sự may mắn nhiều khi nó chỉ đơn giản xuất hiện. Nó giống như là các bạn nhận ra là các bạn đang khổ với cái điều đó, các bạn nhận ra các bạn đang sợ cái điều đó, thì đấy đã là cái sự may mắn rồi. Còn nếu mà các bạn biết là mình chưa biết là mình khổ, chưa biết là mình sợ hãi cái điều gì, thì lúc đó mới là cái lúc mà các bạn thực sự rơi vào bế tắc. Và cái lá liên quan đến nỗi sợ hãi của các bạn thì nó vẫn luôn luôn tiếp diễn, và cái nó rất dễ được đẩy những các bạn đến những cái trạng thái tâm lý nó sâu hơn, nó nặng nề hơn, nó mệt mỏi hơn. Nên là hãy nhìn từ những cái điều rất là nhỏ nhặt, rất là nhỏ xuất hiện xung quanh các bạn thôi. Đó chính là cái cách để các bạn có thể đối diện với cái nỗi sợ của các bạn, và luôn biết được rằng là cái sự may mắn nó luôn luôn ở bên các bạn. Ok, đây là cái thông điệp dành cho các bạn chọn tụ 4. Cảm ơn các bạn chọn tụ 4.